Cảm ơn các bạn đến với vở bài tập luyện từ và câu tiếng Anh lớp 4, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chủ đề Unit 3. What day is it today? Đã có những từ mới sau đây. February new words. Today, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, English, go swimming, visit at the weekend. Xin mời các em hãy làm bài tập. Hãy viết chữ vào đây nhá. Rồi viết và đọc nhá. Ok các em nhá. Con viết chữ đẹp thôi. Chúng ta đã làm xong bài học đầu tiên. Có Thursday, Saturday, Friday, Thursday, Monday, Sunday. Ok, rồi chúng ta đến bài tiếp theo. Bài 2. Chúng ta nhìn những từ sau đây. Từ play football Monday hay từ này đã bị cánh mắt và ghi vào rồi. Chúng ta còn thêm go swimming, TV, Tuesday, Wednesday, play the piano, Thursday, listen to music, Friday. Và chúng ta sẽ điền thứ sang bên này và hành động sang bên này nha. Ta làm nha. Chúng ta các cùng điền xuống vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta đã biết chưa nào? Monday rồi đến Tuesday. Tuesday sẽ là số 3. Thì chúng ta sẽ là đi số 3 nha.
Rồi, số 3 xong rồi nha. Chúng ta tiếp tục đến thứ 4. Wednesday là số 4. Tiếp tục. Số thứ 4 rồi đến số 5. Số 5 là Thursday thì là 6. Tiếp tục. Friday là thứ 6. Thì chúng ta sẽ điền 8 nha. Play football xong go swimming fun. Tiếp tục watch TV. Tiếp tục play the piano. Và tiếp tục listen to music. Vậy là chúng ta đã hết rồi nha. Đã đọc từ nào? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Play football. Go swimming. Watch TV. Play the piano. And listen to music. Tiếp tục, bài tiếp theo là bài khoanh. Khoanh từ khác biệt nha. Ở đây là những từ A là môn khoa học, B là môn vẽ và C là môn toán. Còn D là nước Anh. Nước Anh là một cái nước ở trên thế giới. Và còn các từ còn lại là những môn học thì chúng ta đã thấy England là từ khác biệt. Chúng ta sẽ khoanh vào từ England nha. Tiếp tục. It is Japanese, Vietnamese, America. Thì chúng ta thấy It is là người Anh, Japanese là người Nhật, Vietnamese là người Việt Nam, và America là nước, là một nước Mỹ. Thì chúng ta sẽ thấy America khác những từ còn lại. Những từ còn lại là chỉ người, còn America là chỉ nước. Nếu như chỉ người phải là American. Thêm chữ N vào đây nha. Và bây giờ chúng ta quanh từ này nha. Ok, và tiếp tục câu số 4. Letter white, draw red. Đầu tiên là sau, B là viết, C là draw là vẽ, D read là đọc. Letter là sau. Sau ấy thì chúng ta thấy nó khác những từ còn lại. Những từ còn lại là chỉ hành động, còn sau là chỉ hẹn gặp lại sau ấy. See you later chẳng hạn. Chúng ta thấy khác thì chúng ta sẽ khoanh vào nha. Tiếp tục đến bài 4. Đầu tiên thì người ta đã điền một quả rồi. Today is after Monday. Thì xuống dưới này chúng ta sẽ nhìn xem nào nhỉ. Đúng rồi. Nếu như em nào mà Thursday là thứ năm thì dịch thì là thứ năm đằng sau, đằng sau Friday. Oh no, sorry. Cái trước này thứ 6 là thứ mấy? Trước thứ 6. Đi qua. Lúc. Văn nha cho nó đẹp hơn. Một tree. Sunday. Chấm chấm chấm. Tuesday. Sunday. Xong đến gì nhỉ? Sunday. Monday. Tuesday. Là chủ nhật thứ 2 và thứ 3.
Nè, tiếp tục câu số 4. From Wednesday, Friday, Wednesday, rồi đến thứ mấy nhỉ? Yes, Thursday. Wednesday, Thursday, Friday là thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Tiếp tục. Đây là năm, số năm. Tiếp là go in the zoo. Nghe thêm in vào nha. Chị ơi xấu nha. Going. Để chị đi nè. Chị O. Going. Tụng play football. Play football. Chúng ta thêm in vào nha. Watching TV. Chuyện máy tính nó hơi xấu nhá. Ta để ý đây chứ. Còn nha. To music. Hơi xấu nha. Con đọc tin nha. Nhìn tin như gì là chữ y tin nha. Go có gì nhỉ? Đúng rồi, go in swimming. Và tiếp tục theo phần B nha. Sunday is gì nhỉ? Is my favorite day. Thực ra là chủ nhật là ngày yêu thích của tôi. What day? Đương nhiên là phải is today. Đã. Hôm nay là thứ mấy? Và tiếp tục, I sing and dance. During my music listen là tôi hát và nhảy trong phòng âm nhạc. I do not go to school on
Saturday and Sunday là tôi không đến trường vào thứ bảy và chủ nhật. Tiếp tục. Điền vào nha. Đầu tiên có watch TV. Một, listen to music. Hai, ba, bốn, năm. Ta thấy có bức tranh số 2 này. Bức số 1 người ta làm sẵn rồi. He play football. Đó. Là nó đi làm và nó đi đá bóng vào chủ nhật. Thứ hai, bạn ấy làm gì nào? Yes, go swimming. Ta điền 3 nha. What does he do on Thursday? Trên đây thấy mọi người đang đi sở thú thì là số 5. Tiếp tục thứ tư là Wednesday. Wednesday đang chơi đàn piano nhà số 4. 354. Tiếp tục. What does he do on Thursday? Thursday thì thấy bạn ấy đang nghe nhạc. Đang nghĩ xem nào. Rồi, chúng ta làm biết được chưa nào? Rồi, thứ năm bạn ấy đang nghe nhạc. Thì là số 2. Friday thấy bạn ấy đang watch TV là xem TV thì là số 1. Tiếp tục. Là ta nghĩ xem nào. Đúng rồi. It is người xấu nha. E. Tiếp tục. We have match. I love math. Tôi thích môn toán. Her meter was good morning. Rồi tiếp tục. Hơ gì nhỉ? Ta gạch những từ mà đã đọc có gì nhỉ? Và hơ are your teeth. Rồi tiếp tục xuống dưới này. Yeah. Chúng ta đánh xuống vào nha. Rồi. Đây nhìn nào. À, how about in the afternoon? À, đầu tiên là hi. À, how? Tiếp tục là gì?
À, tiếp tục là how about five? Tiếp tục how about it là số 3. Và tiếp tục là yes, in, giờ là 1, rồi 4. How about in the afternoon? 1. Con chó. Rồi, chúng ta đánh số vào nhé. Nó không cần phải viết nữa. Tôi tiếp thứ 6. What do you do? Five, six, on, three, four, one, two, five, six, three, four. Câu tiếp theo. And in the afternoon. And in the afternoon. À. Một. Ngục ăn trộm. Rồi. Và five là two and in the afternoon. Rồi chấm five. Và bài đây là kết thúc. Và khi nào cô sẽ làm video Ulysses 4. Và xin chào và tạm biệt các bạn. Và chào các em nha.